Hello, Đoá xin chào mọi người. Tối nay Đoá sẽ ăn tại một nhà hàng phục vụ món ăn New Zealand nằm ở khu phố Đại sứ quán của Bắc Kinh. Khu phố Đại sứ quán nằm ở Kiến Quốc Môn. Quang đường này là đường Trường An, là một trục đường hướng Đông Tây của Bắc Kinh. Ở hai bên đường Trường An có các văn phòng chính phủ trung ương như Đại lễ đường Nhân dân, Trung Nam Hải, Bộ Công an, Bộ Thương mại, v.v. Đây được coi là quang đường dài nhất và rộng nhất trên thế giới và là một trong những con đường quan trọng nhất của Trung Quốc. Khu phố này tụ tập rất nhiều đại sứ quán các nước. Đại sứ quán Việt Nam cũng nằm trong khu phố này. Do vậy, xung quanh nơi này luôn có mang vẻ quốc tế hóa và đa dạng hóa, thu hút nhiều bạn trẻ đến khám phá. Nói đến New Zealand, tôi hoàn toàn không biết có những đặc điểm gì nên hôm nay đến khám phá và tìm hiểu về ẩm thực New Zealand. Nhà hàng New Zealand này mang tên Flat White. Flat White là một loại cà phê được tạo ra bởi sự kết hợp hài hòa giữa cà phê espresso và sữa tươi đá nóng. Nguồn gốc của cà phê Flat White là một cuộc tranh cãi mãi mãi giữa hai quốc gia New Zealand và Australia. Mỗi bên đều có những lý lẽ và bằng chứng của riêng miệng để chứng minh Flat White có nguồn gốc từ nước của mình. What do you want to see? What do you want to share with me? 这天气 fantastic, 空气里透着幸福, 气息, how sweet, sweet breath, 你送的玫瑰冬天的好风景。你尝尝这汤，能吃蘑菇吧？能吃。我强烈建议你挖一勺尝尝。 You're always such a fool, and in your eyes so blue, I see the light I never had before. Do you remember when we used to live in separate? We had a little thought that could be possible. I'm glad you had your life, so good to listen to. All of those things were true with me and now with you. You're always such a fool, and in your eyes so blue I see the light I never had before. You're always dark, so smooth, and in your voice so true I hear the dream I never had before.